Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố vừa thưởng nóng cho đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà về thành tích điều tra, triệt phá bắt giữ một nhóm đối tượng chưa thành niên, thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố, tiêu thụ tại các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai. Trước đó, Công an quận Sơn Trà đã tiến hành khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Bá Tuấn, 18 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, Trần Đình Ý, 28 tuổi và Huỳnh Văn Hùng, 15 tuổi, trú tại quận Sơn Trà để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 2022, trên địa bàn quận Sơn Trà xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Hầu hết các xe bị mất đều là xe của người ngoại tỉnh lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng. Từ đến ngày 10 tháng 3, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, thì đã bị các trinh sát của đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà bắt giữ. Đấu tranh mở rộng, Công an quận Sơn Trà bắt thêm 14 đối tượng trong đường dây để điều tra. Lãnh đạo Công an thành phố đã biểu dương sự dũng cảm mưu trí của Công an quận Sơn Trà, đồng thời mong muốn Công an quận sẽ dâng lên tinh thần nhiệt huyết, thi đua trong tập thể, góp phần giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho mọi người.